sao các chị nhá. Các chị vào mua bộ với giá 49k các chị nhá. Chỉ 49k một bộ thôi các chị nhá. Các chị chia sẻ đi ạ. Hết bộ nhá chị. Chị Đạt Út ơi. Chị Đạt ơi. Xét bộ nhá chị nhá. Các chị nhá. Các chị xét bộ nhá, chia sẻ 10 lần cho em lên các trang nhóm hội trang cá nhân sẽ mua được bộ và áo với giá 9k nhá các chị nhá. Đúng mình nói giọng cứ khàn đặc. Bộ nha các chị nhá. Hôm nay em lên bộ nha các chị nhá. Em lên đồ bộ nhá. Đồng giá đồ bộ thì chị ấy không mặc được. Đứng làm gì? Không mặc thì đứng làm gì? Ngồi. Ừ. Ngồi. Mặc gì? Thì không, không bộ. Thì chị không mặc bộ. Ừ, không dễ đến nơi. Xét bộ nha các chị nha, đồng giá 49k nhá. Chị nào chia sẻ cho em lên 10 trang nhóm của em, em sẽ bán với giá 9k nhá. Em bán giá 9k nhá các chị nhá. Bộ nha các chị nhá. Xét bộ màu xanh nhá, tay bèo nhá các chị nhá. Tay bèo nhá, chị nào lấy bộ này. Chị nào lấy bộ này thì comment xanh pha cho em nhá. Đằng trước đằng sau như nhau nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment xanh pha cho em nhá các chị nhá. Đằng trước có bèo đây các chị nhá. Đằng trước là dây túm bèo rất là xinh nhá các chị nhá. Những bộ nhà em 55 cân đổ lại mặc vẫn ok nhá các chị nhá. Chị nào lấy xét bộ này, đây là quần đây các chị nhá. Quần đi các chị nhá. Xét bộ nhá, vải von nhá. Vải von nha các chị nhá. Von nhá. Chiều lấy xét bộ này thì comment đây là màu xanh lẫn lộn nhá. Các chị comment ai lấy bộ này thì comment lẫn lộn cho em nhá. Ai lấy bộ này thì comment màu lẫn lộn cho em nhá. Xét bộ đồng giá 49k nhá các chị nhá. Đồng 94 nhá. Đồng giá 49k nhá. Chị nào chia sẻ lên 10 lần trên trang cá nhân và nhóm hộ em sẽ bán với giá 9k nhá chị nhá. Quá là rẻ luôn ạ. Xét bộ kẻ nhá các chị nhá. Mặc lên tôn da nhá, dài người nhá các chị nhá. Kẻ sọc nhá các chị nhá. Kẻ sọc nhá, 2 dây nhá các chị nhá. 2 tầng nhá các chị nhá. Chị nào lấy kẻ sọc này thì comment kẻ sọc cho em nhá. Kẻ sọc nhá, chị nào lấy kẻ sọc thì comment kẻ sọc cho em nhá. Chị lấy bộ kẻ sọc thì comment kẻ sọc cho em nhá. Bao đẹp bao xinh nha các chị nha. Hàng nhà em bao đẹp bao xinh nhá. Rún nha các chị nha. Rún nha, rún co giãn thoải mái nha các chị nhá. 55 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá. Bộ này kẻ caro đây các chị nha. Kẻ caro nhá. Kẻ caro có lơ đây các chị nhá. Có lơ nhá. Chị nào lấy bộ kẻ caro này thì comment kẻ caro cho em nhá. Chị nào lấy bộ kẻ caro này comment kẻ caro nhá. 2 dây nha các chị nhá. Chun nhá. Co giãn thoải mái nhá các chị nhá. Quần đây các chị nhá. Quần 2 lớp nha các chị nhá. Quần 2 lớp. Không lo lộ nha các chị nhá. 2 lớp nha. Không lo lộ đâu nha các chị nhá.
tuy là von nhưng mà hai lớp nha các chị nhá. Chị nào lấy kẻ caro thì con mình kẻ caro cho em nhá. Chỉ 49k một bộ nha các chị nhá. 49k một bộ thôi nhá, quá là rẻ các chị ạ. Bộ ba lỗ nha các chị nhá. Bộ ba lỗ nhá. Bộ lấy 53 cân đổ lại mặc vừa nha các chị nhá. Ở ngoài là trắng tinh trắng toát nha các chị nhá. Ở ngoài là trắng tinh trắng toát nhá. Rất là đẹp nha các chị nhá. Ở ngoài là trắng tinh nhá. Quần đây các chị nhá. Quần chấm bi nhá. Phối quần rất là đẹp nhá, phối quần với màu viền của áo nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment chấm bi cho em nhá. Đây là có túi đây các chị nhá, quần chấm bi có túi nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment chấm bi cho em nhá. Chỉ đồng giá 39k nhá. Chia sẻ cho em vào 10 nhóm hội trang cá nhân công khai, em sẽ bán với giá 9k cho các chị nhá. Có chị nào lấy bộ này không ạ? Ở ngoài nó rất là trắng các chị nhá. Bộ ngoài này trắng tinh trắng toát này. Chị nào lấy bộ này thì comment chấm bi cho em nhá. Chị nào lấy bộ này comment chấm bi cho em nhá. Chấm bi nhá các chị nhá. Mèo Kitty nhá các chị nhá. Mèo Kitty nhá. Đây. Mèo Kitty nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ mèo Kitty tay cọc này thì comment mèo cho em nhá. Quần đây các chị nhá. Quần chấm bi nhá. Mặc lên cực kỳ xinh nha các chị nhá. Quần chấm bi nhá. Chị nào lấy cái bộ này thì comment nhanh cho em là mèo nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment cho em là mèo nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment cho em là mèo nhá. Quá đẹp và rẻ luôn các chị nhá. Quá đẹp và rẻ. Chị nào hôm qua không xem được like bên nhà em thì xem lại like các chị nhá. Xem lại like nhá. Chân váy đồng giá 49k nhá các chị nhá. Chia sẻ lên 10 nhóm hội còn 9k nha các chị nhá. Chia sẻ lên 10 nhóm hội cho em còn 9k nhá. Có một lô rún lên toàn kiểu rún bằng vai dây to đấy. Dây to á? Ờ, dây như thế này này. Không tìm không có. Nhưng trong kia có không nhưng mà cái này không có rồi. Bộ 2 dây nhá các chị nhá. 2 dây 2 lớp nhá các chị nhá. Rún nhá. Chị nào lấy bộ rún này thì comment xanh than cho em nhá. Đây là màu xanh than nhá. Bộ này nhà em có hai màu nhá, màu xanh than và màu đen nhá các chị nhá. Màu xanh than, màu đen nhá các chị nhá. 49k nhá. Chị nào chia sẻ cho em 10 15 nhóm hộ em sẽ bán các bộ các chị chọn với giá 9k nhá. Hàng nhà em thì bao xinh nhá các chị nhá, bao đẹp bao xinh nhá. Ren 2 lớp nhá. Lưới nha các chị nhá. Lưới các chị nhá. Nó rún đấy các chị nhá. Áo rún nhá. Nên các chị không mặc áo lót vẫn không lộ hàng được các chị nhá. Vì nó rún lại đây các chị này. Rún nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment xanh than cho nhà em nhá. Bộ này là quần đấy các chị nhá. Quần 2 lớp nha các chị nhá. Quần 2 lớp nhá. Đó, quần 2 lớp nhá. Chị nào lấy bộ xanh than này thì comment xanh than nhá. Nhà em bộ này cũng có màu đen nhá các chị nhá. Bộ này nhà em có màu đen nhá. Các chị lấy bộ này thì comment là bộ đen cho em nhá. Xanh than hoặc đen nhá các chị nhá. 49k mà bộ ngủ quá là đẹp luôn các chị ạ. Màu xanh nhá các chị nhá. Màu xanh nhá. Màu xanh đây các chị nhá. Màu xanh nhá, quần lửng nhá các chị nhá. Màu xanh quần lửng nhá. Chị nào lấy bộ xanh này thì comment xanh cho em nhá. Màu xanh quần lửng nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ xanh thì comment xanh cho em nhá. Trắng đấy các chị nhá. Trắng nhá. Trắng kiểu nhá các chị nhá. In in này là các đàn ngựa nhá các chị nhá. In đàn ngựa nhá. Chị nào lấy trắng này thì comment trắng cho em nhá. Chị nào lấy set bộ trắng này thì comment trắng nhá. Có chị nào lấy bộ trắng này không ạ? Chị nào lấy bộ trắng thì comment trắng cho em nhá. 49k một bộ. Quá là rẻ và đẹp luôn các chị nhá. Vừa rẻ vừa đẹp nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ trắng này thì comment trắng cho em nhá. Trắng nhá các chị nhá. Bệt vai nhá các chị ơi, bệt vai nhá. Bệt vai nhá các chị nhá.
Bệt vai. À bệt vai nhá, nhà em có hai có tay nhá các chị nhá. Có tay đây các chị nhá, tay nhá. Tay cọc xinh lắm ạ. Kiểu lấy bệt vai này thì con mình bệt vai cho em nhá. Nhà em có hai màu, màu ghi và màu xanh nhá các chị nhá. Màu ghi và màu xanh. Chị nào lấy màu ghi thì con mình ghi cho em nhá. Kiểu lấy xanh thì con mình xanh nhá. Có chị nào lấy, có chị nào lấy bệt vai này không ạ? Bệt vai có tay nhá các chị nhá, bệt vai có tay đây nhá. Có set bộ nhá các chị nhá. Set bộ nhá, bệt vai set bộ có tay nhá. Chỉ 49k nhá các chị nhá, chia sẻ cho em 10 15 nhóm lên các trang hội, trang cá nhân thì em sẽ bán với giá 9k một bộ nhá các chị nhá. Sẽ bán với giá 9k một bộ nhá. Bệt vai nhá chị nhá, có hai màu nhá. Bệt vai có hai màu, màu xanh và màu ghi nhá. Chị nào lấy xanh thì comment xanh cho em nhá. Có chị nào lấy màu ghi thì comment ghi nhá. Bệt vai nhá, không những mặc đi ngủ, mặc đi chơi vẫn được nhá các chị nhá, vì nó là hàng bệt vai nhá. Quần lửng nhá các chị nhá. Quần lửng nhá. Mèo Kitty hồng nhá các chị nhá. Mèo Kitty hồng nhá. Có chị nào lấy bộ mèo Kitty hồng này thì comment mèo trắng cho em nhá. Thì lấy bộ này thì comment mèo trắng nhá cho em nhá các chị nhá. Chỉ 49k nhá. Chị nào chia sẻ cho em 10 trang hội nhóm công khai em sẽ bán với giá 9k một bộ nhá các chị nhá. Không đâu rẻ hơn nhá các chị nhá. Bán 9k một bộ nhá các chị nhá. Kẻ caro ạ. Có chị nào lấy kẻ caro không các chị ơi? Mặc bộ này đẹp các chị ơi. Bộ này đẹp nhá các chị nhá, kẻ caro nhá. Chị nào lấy kẻ caro này thì comment bộ kẻ caro cho em nhá. Bộ này mặc cực lên rất là xinh nhá các chị nhá. Mặc tối đi ngủ nhá, rồi mùa hè nóng lực đi hóng gió nhá, dạo chơi rất là đẹp các chị nhá. Kẻ nhá các chị nhá. Đây các chị nhá. Quai nhá, bằng chun nhá, chun có dáng thoải mái nhá các chị nhá. Chị nào vừa lấy kẻ caro này thì comment kẻ cho em nhá. Có chị nào lấy kẻ caro thì comment kẻ cho em nhá. Mình thấy bộ là xanh ngọc này đẹp thế này. Xanh ngọc nhá các chị nhá, xanh ngọc nhá. Chị nào lấy bộ xanh ngọc này thì comment xanh cho em nhá. Có chị nào lấy bộ xanh ngọc thì comment xanh cho em nhá. Quay chủ nhật đông người xem. Nhật à, gần 12 giờ rồi. Đồ bộ nhá các chị ơi. Đồ bộ nhá các chị nhá. Chỉ 49k một bộ nhá. Chia sẻ 10 lần trên các trang nhóm hội em sẽ bán với giá 9k nhá các chị nhá. Đồ bộ nhá các chị nhá. Chia sẻ 10 lần trên các trang nhóm hội em sẽ bán với giá 9k nhá các chị nhá. Có chị nào đang xem like chấm cho em phát ạ. Bé xin nóng rồi. Nóng quá. Nóng quá thì đã có hàng. Đã có hàng mát mẻ đây.
Lắm quá, có hàng mát mẻ chị ơi. Mẹ xinh này là ai? Chị. Lắm quá có hàng mát mẻ chị nha. Úi dồi, ngồi trong này nhà em mát lắm, thế này em vẫn rét run. Có chị nào lấy bộ lề không ạ? À? Chị nào lấy bộ lề thì comment kẻ caro cho em nha. Chị nào lấy bộ lề comment kẻ caro nhá. 2 giây nha các chị nha. 2 giây quần đùi nhá. Bán mi giá 49k quá là rẻ các chị nhá. Chia sẻ cho em vào 10 trang nhóm hộ em sẽ bán với giá 9k nhá. Bán giá 9k cho chị nào chia sẻ công khai 10 nhóm hộ cho em nhá. Em sẽ bán với giá 9k nhá các chị nhá. Zoom nha các chị nha. Zoom nha. Đằng trước ngực cổ này là dây thắt lơ các chị nhá. Đằng trước này là dây thắt lơ nha các chị nhá. Chị nào lấy zoom thì comment zoom cho em nhá. Zoom nhá. Zoom kẻ nha các chị nhá. Mặc lên xinh lắm ạ. Chị nào lấy zoom này thì comment zoom cho em nhá. Zoom quần đùi nha các chị nhá. Zoom quần đùi nha các chị nhá. Lốt đợt này là hết lạnh rồi các chị nhá. Lốt đợt này hết lạnh rồi, bắt đầu mùa sẽ chuyển sang nóng rồi các chị nhá. Các chị nhanh tay mua hàng đi ạ. Zoom nhá các chị nhá. Chị nào lấy zoom thì comment zoom cho em nhá. Chị nào lấy zoom thì comment zoom cho em nhá. Kẻ xanh nhá các chị nhá. Kẻ xanh nhá. Kẻ xanh nhá. Chị nào lấy kẻ xanh thì comment kẻ xanh nhá. 4 cây chun nha các chị nha, co giãn thoải mái nha. Chỉ 49k một bộ cho các chị nhá. Chia sẻ 10 lần em sẽ bán với giá 9k nhá. Quá là rẻ luôn các chị nhá. Quá là rẻ luôn các chị nhá. Chị nào lấy bộ kẻ này thì comment kẻ xanh cho em nhá. Hàng kẻ xanh này em còn có kẻ màu đỏ, màu trắng nữa các chị nhá. Màu đỏ, màu cam nha các chị nhá. Bộ này có 2 màu nha các chị nhá. 49k một bộ nha các chị nhá. Đồng giá 49k một bộ nhá. Kể cả cọc sắt lách hay 2 dây đều 49k các chị nhá. 49k một bộ nhá. Chia sẻ 10 lần trên các trang hội nhóm sẽ bán với giá 9k nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment cho em 2 dây kẻ màu nhá các chị nhá. 2 dây kẻ màu nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment cho em 2 dây kẻ xanh nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment kẻ xanh cho em nhá. Kẻ xanh nha các chị nha. Bộ màu xanh ngọc đây các chị ơi. Xanh ngọc nha các chị nha. Màu này cực kỳ mát luôn các chị nha. Vải thấm hút mồ hôi nha các chị nha. Thấm hút mồ hôi mà lại nhẹ nha các chị nha. Thấm hút mồ hôi mà nhẹ nha. Chị nào lấy bộ này thì comment xanh ngọc cho em nha. Quần lưng nha các chị nha. Mặc bộ này nhẹ như là không mặc gì nha các chị nha. Nhẹ cực kỳ luôn nha. Chị nào lấy bộ này thì comment xanh ngọc cho em nha. Xanh ngọc nha các chị nha. Chị nào lấy bộ này có mân xanh ngọc nhá. Bộ này nhà em còn có màu cam màu đỏ đô các chị nhá. Ôi dồi ôi, bộ này thì quá đẹp luôn các chị này. Quá đẹp luôn các chị ạ. Phối tay kẻ này các chị này, phối tay kẻ nhá. Mặc xinh nhá. Mặc xinh lung linh nhá các chị nhá, mặc đi ngủ lượn nờ đường phố thoải mái nhá các chị nhá. Đỏ nhá các chị nhá. Quần lưng đỏ có túi nhá các chị nhá. Quần lưng đỏ nhá. Quần lưng đỏ nhá, mặc thoải mái nhá. 53 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá các chị nhá. 53 cân đổ lại mặc vừa nhá. Mà 55 cân mặc vẫn vừa nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ đỏ này thì comment là đỏ cho em nhá. Đỏ nhá các chị nhá. In hình con gấu nhá các chị nhá. In hình con gấu nhá. Chị nào lấy đỏ thì comment đỏ cho em nhá. Phối tay kẻ nhá các chị nhá. Phối tay kẻ nhá. Chị nào lấy bộ đỏ này thì comment đỏ cho em nhá. Phối tay kẻ nha các chị nha. Chỉ 49k nhá. Chị nào chia sẻ 50 hộ chị 50 chị nào chia sẻ 10 hội nhóm thì em sẽ bán với giá 9k nha chị nha. Chị nào chia sẻ với giá 10 hội nhóm em bán giá 9k nhá các chị nha. 9k một bộ nha các chị nha. Quả cà chua nha các chị nha. Quả cà chua nhá. Chị nào lấy bộ quả cà chua tay cọc này thì comment quả cà chua cho em nhá. Đây các chị nhá. Bộ này 55-60 cân vẫn mặc vừa nhá, rộng thoải mái nhá.
Bầu bí mặc bộ lề cũng đẹp nha các chị nha. Bầu bí bon trên thoải mái nha các chị nha. Phối quả cà chua nha các chị nha, in quả cà chua nha. Chị nào lấy bộ lề thì comment quả cà chua cho em nha. Chị nào lấy bộ lề thì comment quả cà chua nha. Mặc bộ lề cực đẹp nha các chị nha. Cực đẹp nha, chị nào lấy bộ lề thì comment quả cà chua cho em nha. Mặc lên đẹp cực kỳ các chị nha. Hàng nhà em thì bao xinh nha các chị nha. Bao xinh nha các chị nha. Zoom nha các chị nha. Zoom nha. Zoom 49k nha. Màu rêu nha các chị nha. Zoom đùi nha các chị nha. Zoom nha 49k các chị nha. Chị nào lấy zoom này thì comment zoom cho em nhá. Màu rêu nha các chị nhá. Màu rêu nha các chị nhá. Chị nào lấy zoom thì comment zoom nhá. Màu rêu nhá. Tôn da nha các chị nhá. Mặc zoom này màu rêu tôn da nha các chị nhá. 55 cân đổ lại vẫn mặc vừa nha các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc vẫn vừa nhá. Chị nào lấy zoom thì comment zoom cho em nhá. Các chị nào lấy zoom thì comment zoom cho em nhá. Váy nha các chị nhá. Đồng giá 49k nha các chị nhá. Váy nhá. Váy đồng giá 49k nha các chị nhá. Váy đây các chị nhá. Màu ghi nhá. Màu ghi nhá các chị nhá. Màu ghi nhá, mặc sạch sẽ nhá. Đẹp nhá các chị nhá, váy nhá. Váy nhá các chị nhá. Nhà em còn có màu trắng nữa nhá. Chị nào lấy trắng thì comment trắng nhá. Zoom đây nhá, zoom nhá các chị nhá. Zoom nhá chị nào. Mặc không cần mặc áo lót được nhá các chị nhá, không mặc áo lót được, không lộ hàng nhá các chị nhá. Không lộ hàng vì nó rúm lại nhá, rúm lại, không lộ hàng nhá. Chị nào lấy trắng thì comment trắng, chị nào lấy màu ghi thì comment ghi cho em nhá. Nhanh tay đặt hàng nhá các chị nhá. Xỉ ebook cho em nhá, các chị nào xỉ thì ebook cho em nhá. Chân váy nhá các chị nhá. Chân váy đồng giá 49k nhá các chị nhá. Chia sẻ cho em 10 lần sẽ bán với giá 9k nha các chị nhá. Bộ chân váy nha các chị nhá. Bộ chân váy nha các chị nhá. Quá rẻ luôn các chị ạ. Quá rẻ nha, quá rất là rẻ nha. Không ở đâu bán rẻ bằng nhà em đâu các chị ạ. Nhà em bán hàng tại xưởng nha các chị nhá. Bán hàng tại xưởng mới có giá này nha các chị nha. Bán hàng tại xưởng thôi nha các chị nha. Đồng giá nha. Đồng giá 49k. Chị nào lấy thì comment nhanh cho em nha. Zoom nha các chị yêu ơi. Các chị yêu ơi zoom nha. Zoom kẻ caro nha các chị nha. Zoom kẻ caro nha các chị nha. Zoom kẻ caro nha. Chị nào lấy ấy. Zoom này thì comment cho em là zoom nhá. Zoom kể nhá. Đồng giá 49k. Quá là rẻ các chị ạ. 49k thôi các chị ơi. Các chị vào mua hàng, nhanh tay mua hàng, nhanh tay đặt hàng không hết nha các chị nha. Kể nha các chị nhá. Một bộ này 49k quá là rẻ các chị nhá. 49k quá là rẻ nhá. Các chị nào muốn mua mua bộ nhà em với giá 9k không ạ? Thì chia sẻ cho em 10 lần nhá. Hả? Đâu đấy chị? Đấy là mình chia sẻ. Đây này. Nội thân gì là rẻ này không? Ủng hộ vợ. Bộ kẻ nhá. Cũng biết. Bộ kẻ nhá các chị nhá. Đây là chị, nick anh ấy nhở? Không, nick của chị đang nick chia sẻ này. Ai còn nick của anh thì đang chia sẻ. Bộ nha các chị nha. Chị nào lấy bộ thì comment bộ kẻ cho em nhá. 49k nha các chị nha. 49k quá rẻ nhá. Chị nào chia sẻ cho em 10 lần em sẽ bán với giá 9k cho các chị nhá. Chiều chia sẻ 10 lần bán với giá 9k nhá. Bộ trắng nha các chị nha. Bộ trắng nha các chị ơi.
Bộ trắng nha các chị nhá. Bộ trắng quần đây các chị ạ. Quần nha các chị nhá. Bộ trắng quần đây các chị nhá. Em không tiện mặc thử nha các chị nhá, nhưng mà mặc lên cực kỳ xinh luôn nha các chị nhá. Mặc cực kỳ xinh nhá. Chị nào chưa có người yêu mặc lên có người yêu luôn ạ. Mặc cực kỳ xinh nha các chị nhá. Chị nào chia sẻ 10 lần cho em sẽ bán với giá 9k nha các chị nhá. 9k một bộ nha các chị nhá. Kẻ nhá, kẻ này nhà em có hai màu nha các chị nhá. Bộ kẻ có hai màu nhá các chị yêu nhá. Bộ kẻ có hai màu nhá. Có màu kẻ đỏ cam này và kẻ xanh nhá. Chị nào lấy kẻ đỏ cam hoặc kẻ xanh thì comment kẻ cho em nhá. Chị nào lấy cam hoặc kẻ xanh comment kẻ nhá, kẻ kèm màu cho em nhá. Kèm màu nhá các chị nhá. 49k một bộ, quá là rẻ luôn các chị ạ. Các chị không mua đâu nhá. Nhà em bán hàng giá tại xưởng nhá các chị nhá. Hàng giá tại xưởng mới có giá rẻ như vậy nhá các chị nhá. Các chị không mua đâu được những cái bộ rẻ đâu ạ. Đây là hàng bán giá tại xưởng mới có giá rẻ giật đùng đùng này các chị nhá. 49k một bộ nha các chị nhá. Quá là rẻ. Ai lấy bộ này xanh ngọc nhá. Ai lấy bộ này có mừng xanh ngọc cho em nhá các chị nhá. Ai lấy bộ có mừng xanh ngọc cho em nhá. Còn có bộ tháp Eiffel này nhá, quần nửng nhá các chị nhá. Quần nửng có túi nhá. Chị nào lấy bộ quần nửng có túi này 49k thôi ạ. Chị nào có bộ quần nửng có túi này thì comment cho em xanh nhá các chị nhá. Comment xanh nhá. Zoom nhá các chị nhá. Zoom cũng đẹp lắm các chị ạ. Zoom mặc lên xinh nhá. Zoom này cũng có mấy màu nhá các chị nhá. Có màu xanh, màu xanh nhẹ nhàng và còn vài màu nhá các chị nhá. Zoom nhá, 49k một bộ nhá. Mặc đi chơi mùa hè, mặc đi biển quá là đẹp luôn các chị nhá. Mặc đi chơi mùa hè, mặc đi biển quá là xinh nhá. Zoom đây các chị nhá, quần đây các chị nhá. Zoom nhá, chị nào lấy zoom màu rêu này thì comment rêu cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy zoom màu rêu này thì comment rêu nhá. 49k, đồng giá 49k nhá các chị nhá. Bộ đây ạ, quần nhá các chị nhá. Quần nhá. Quần nhá các chị nhá, áo đây nhá, áo xanh lẫn lộn pha tím tím trắng trắng nhá. Chị nào lấy bộ này nhá, rúm bèo nhá, mặc lên xinh lung linh nhá các chị nhá. Chị nào có chồng rồi mặc bộ này chồng á, không rời mắt luôn các chị nhá. Chồng không rời mắt nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment cho em xanh lẫn lộn nhá các chị nhá. Comment lẫn lộn cho em nhá. Bệt vai này nhá, bệt vai nhà em có hai màu nhá. Một màu như xanh xanh cái này là chị này. Một màu như xanh nhá. Chị nào lấy bệt vai này thì comment bệt vai cho em nhá, kèm cả quần nhá các chị nhá. Kèm cả quần nhá. Kèm cả quần nhá. Kèm cả quần nhá các chị, bệt vai nhá. Bệt vai kèm cả quần nhá chị nhá, đồng giá 49k nhá các chị nhá. Chia sẻ vào 10 trang nhóm hộ em sẽ bán với giá 9k cho các chị yêu nhá. Còn chị nào lấy bệt vai thì comment bệt vai cho em nhá. Xinh lung linh, xinh huyền ảo luôn nhé chị ạ. Ở ngoài nó là trắng tinh trắng toát nha các chị nha. Ở ngoài trắng tinh nha. Trắng tinh trắng toát nhá. Trắng sạch sẽ nha các chị nha. Chị nào lấy bộ này, ôi dồi ôi, các chị mặc bộ này thì đẹp lầm lộn luôn các chị ạ. Nhìn nó đơn giản nhưng mặc lên người nó đẹp lắm các chị ơi. Lên bộ con là bộ ngủ đi chăng nữa nó vẫn tạo form dáng nha các chị nhá. Đây là cái chị này, em không mặc thử nhưng mà 5355 cân đổ lại mặc vừa nha các chị nhá. Giơ lên là thấy đẹp rồi các chị ơi, kèm quần nha các chị nhá. Mặc ở nhà thì chỉ mặc những cái bộ này lên là nó đã đẹp lồng lộn lên rồi các chị nhá. Đó, quần này quần chấm bi nha các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment trắng chấm bi cho em nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment trắng chấm bi nhá. 49k nha các chị nhá. Giờ em không lại bộ nữa, em chán lại bộ nữa, lại áo nha các chị nhá. Lại áo nhá, nhà em có chân váy cũng đẹp lắm các chị nhá. Lại áo nha các chị nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Bộ và chân váy cực kỳ đẹp nha các chị nhá. Bán đồng giá 49, đồng giá 49k nha các chị nhá. Đồng giá 49k nha các chị nhá. Chả em mua đâu giá mà rẻ như thế đâu các chị nhá. Các chị mua đâu được cái giá nó rẻ này các chị nhá. Em bán giá tại xưởng nhá các chị nhá. Giá bán tại xưởng không lợi nhuận là mấy nhá các chị nhá. Giá bán tại xưởng nhá.
màu vàng nha các chị nhá. Áo chữ lớp màu vàng nhá. Áo chữ lớp màu vàng nhá. Chị nào lấy áo chữ lớp màu vàng này thì comment áo chữ lớp cho em nhá. Comment vàng cho em đi. Chị nào lấy áo này comment vàng nhá. 49k nha các chị nhá. 49k nha. Ui giời, đẹp quá trời luôn các chị ạ. Đẹp quá trời luôn, 49k chứ. Đẹp quá trời luôn các chị nhá. Đây là zoom nhá các chị nhá. Zoom có 3 màu nhá. Màu đỏ đô, màu trắng và màu đen nhá các chị nhá. Nói thật với các chị nhá, chả đéo đâu bán cái bộ này với cái giá 49k đâu các chị ạ. Vì nó quá rẻ luôn rồi. Quá rẻ luôn rồi. Chị nào lấy zoom này thì comment zoom cho em nhá. Vải này là vải kiểu da cá cát hàn pha pha gì đấy các chị nhá. Zoom nhá các chị nhá. Zoom kèm dây nhá các chị nhá. Zoom kèm dây thắt lơ nhá. Kèm dây thắt lơ nhá. Mà các chị không thích dùng cái dây này thì bỏ nó đi, chả sao nhá các chị nhá. Chị nào lấy zoom đỏ đô thì comment đỏ đô nhá. Có màu đen màu trắng nhá các chị nhá. Chị nào lấy đen hoặc trắng thì comment đen hoặc trắng cho em nhá. Áo tím quả cầu nhá các chị nhá. Áo tím quả cầu nhá. Tay cũng có quả cầu đây các chị nhá. Chị nào lấy cái tím quả cầu này thì comment tím cho em nhá. Tím quả cầu nhá các chị nhá. Đây còn sót cái bộ này chưa thèm nai đây các chị này. Vì nó quá đẹp rồi. Hàng nhà em thì quá rẻ luôn các chị nhá. Thế em mua đồ được cái giá rẻ như thế. Rẻ cực kỳ luôn các chị nhá. Rẻ lắm. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em nhá. Áo nhá các chị nhá. Áo tím nhá các chị nhá. Ai lấy áo này thì comment tím nhá. Chất vải dày dặn nhưng mà mát nhá. Chất vải dày dặn nhưng mà mát nhá các chị nhá. Chị nào lấy tím này thì comment tím nhá. Vừa dày dặn lại mát nhá các chị nhá. Ui dồi ôi, rẻ ơi là rẻ. Cầm cái áo nào cũng sướng cả tay. Các chị nhận hàng bên nhà em rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị nào nhận hàng bên nhà em thì đều kêu chất vải đẹp nhá các chị nhá. Nhưng em bán giá rẻ rồi. Em lại bán giá rẻ nhá các chị nhá. Cực kỳ rẻ luôn. Ai lấy màu này thì comment hồng nhá. Hồng nhá các chị nhá. Ai lấy màu này thì comment hồng. Đẹp lắm các chị ơi. Hồng nhá các chị nhá. Chị nào thích giản dị thì lấy cái màu này cho em. Nó trơn tuốt tuột tuột nhá. Trơn tuốt tuột tuột. Từ trước ra sau đều trơn tuột nhá. Không in không theo nhá. Chị nào lấy, áo này thì comment hồng cho em nhá. Áo trơn nhá các chị nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em nè. Các chị là đang xem like chia sẻ like cho em đi nhá. Chia sẻ like để mua áo với giá 9k nhá các chị nhá. Chia sẻ like để mua áo với giá 9k nhá. Chia sẻ like để mua với áo giá 9k nhá các chị nhá. 49k một áo này nhá các chị nhá. Chị nào lấy thì 55 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Ôi trời. Nó lại in nhá các chị nhá, giặt máy thoải mái mà chất vải dày nhá. Mát cực, nó là chất cốt tông hay sao ấy. Mát nhá. Nhìn các chị xem live nó sẽ không đẹp bằng ngoài đâu. Ở ngoài vải nhà em nó sẽ đẹp hơn mà áo nó đẹp hơn, màu cũng đẹp hơn nhá các chị nhá. Có chị nào đang xem live thì chấm cho em phát đi ạ. Có ai lấy áo xanh mặt trăng này thì comment xanh cho em nhá. 49k quá là rẻ luôn. Mua đéo đâu được cái áo giá rẻ thế mà 49k các chị. Đây nha các chị nha, lớp màu đen nha các chị nha. Lớp màu đen nha. Chia sẻ like cho em đi ạ. Để mua áo với giá đầu bộ nha, 9k nha. Em bán quá là rẻ chứ. Nói thật chứ các chị mà đi mua này đéo đâu mua được cái giá rẻ như này các chị. Có 49k một áo thôi các chị nhá. Ai lấy áo này thì comment đen cho em nhá. Áo kiểu nhá, đằng trước gờ lơ tôm, đằng sau đuôi tôm nhá các chị nhá. Các chị xem áo này ạ. Tay nhá, tay cắt nhá. Tay cắt các kiểu nhá các chị nhá. Cắt các kiểu nhá các chị nhá. Quá là đẹp nhá. Chị nào lấy áo này thì comment đen cho em nhá. Chị nào lấy áo này thì comment đen cho em nhá. Chân váy gục tuốt tuần tuột. Đẹp lung linh, đẹp lồng lộn các chị nhá. 49k một chân váy nhá. Đây nhá, chân váy nhá. Chân váy nha các chị nha, chân váy nha, đẹp lung linh, đẹp lồng lộn nha. Em bán với giá 49k nha. Về mặc sướng luôn cả người nha các chị nha. Chân váy có quần nha các chị nha. Chân váy ở trong có quần nha các chị nha. Mặc thoải mái tung tẩy gió bay không lộ hàng nha các chị nha. Chị nào lấy chân váy đen thì có mình chân váy đen. Mà nói chung chân váy nhà em chân váy nào bên trong có quần nha các chị nha. Chân váy nào bên trong có quần. Chị nào lấy chân váy thì comment chân váy nhá.
chia sẻ 10 lần để mua với giá 9k nha các chị nhá. Áo hay áo áo dâu mèo nha các chị nhá, áo dâu mèo nhá. Chị nào lấy áo dâu mèo đây comment áo dâu mèo cho em nhá. Vừa đẹp và vừa rẻ luôn. Vừa đẹp và vừa rẻ nha các chị nhá. Đồ bộ nha các chị nhá. Đồ bộ nhá. Nhà em nhiều đồ bộ lắm các chị nhá. Áo nhá. Dúm nha các chị nhá. Áo dúm nhá, không mặc đồ lót nhá. Dúm lại không lo lộ hàng nha chị nhá. Mặc áo này cởi trần được nha các chị nhá. Cởi trần mặc áo này không lo lộ hàng nha các chị nhá. Vì nó là hàng dúm nha các chị nhá. Những cái kiểu dúm này mặc rất là dễ chịu các chị này. Đi đâu thoải mái nhá. Chị nào lấy nhà em áo này có hai màu nha các chị nhá. Áo này có hai màu nhá. Màu xanh và màu đen nha các chị nhá. Chị nào lấy xanh hoặc đen thì có mừng xanh và đen nhá. Là dúm nha các chị nhá, hai tầng nhá. Áo hai tầng nhá, dúm nha các chị nhá. Áo hai dây dúm hai tầng nhá, set bộ nhá các chị nhá. Set bộ có cả quần nhá các chị nhá. Set bộ có cả quần nhá. Set bộ cả quần nhá các chị nhá. Chị nào lấy xanh than này có mừng xanh nhá, nhà em có màu đen nữa nhá. Chị nào lấy đen thì có mừng đen nhá. Có xanh và đen nhá. Chị nào lấy xanh thì có mình xanh và đen, có mình đen cho em nhá. Bán với giá 9k cho chị nào chia sẻ. Chia sẻ like cho em 10 lần vào các trang nhóm hội nha các chị nhá. Với giá 9k, nếu chị nào chia sẻ 10 lần cho em nhá. Ren nha các chị nhá. Quần ren nhá, cạp chun nhá. Cạp chun nhá. Cạp chun dày dặn chống béo nhá, chống béo nhá. Ôm bụng nha các chị nhá, cạp chun dày dặn nhá, ôm bụng nhá. Chống béo, chống lộ bụng nhá. Chị nào lấy chân váy ren này thì comment chân váy ren cho em nhá. Chị nào lấy chân váy ren thì comment ren cho em nhá. Chia sẻ 10 lần để mua với giá 9k nhá các chị nhá. Chân váy ren nhá. Nhà em chân váy ren có rất nhiều màu các chị nhá. Còn màu sữa này nữa nhá. Màu sữa nhá. Chân váy ren này màu sữa nha các chị nhá. Màu sữa cạp chun pha vải nha các chị nhá. Mặc lên rất là tung tẩy nhá. Màu chun pha vải nhá. Chị nào lấy chân váy thì có mình chân váy nhá. Có màu vàng nhá các chị nhá. Xỉ ai lấy xỉ thì inbox cho em nhá các chị nhá. Ai lấy xỉ inbox cho em nhá. Chị nào lấy xỉ thì inbox cho em nhá. Chân váy nhá, 49k, quá là rẻ luôn các chị ạ. Chân váy 49k nhá các chị nhá. Chân váy 49k nhá, quá là rẻ nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Các chị mua đâu được cái hàng rẻ mà đẹp này các chị nhá. Nhà em bán hàng rẻ nhưng mà chất không hề xấu đâu các chị nhá. Chất đẹp nhá các chị nhá. Chân váy hoa nhá. Đó, đi biển mà có cái chân váy này thì đẹp quá chứ còn gì nữa ạ. Đây chân váy hoa đây các chị nhá. Chân váy hoa nhá các chị nhá. Chân váy hoa nhá, chị nào lấy chân váy hoa để comment chân váy hoa cho em nhá. Đi biển mà có cái này đi chơi dã ngoại có mặc chân váy này thướt tha quá nhá. Chân váy nhà em đều có quần bên trong nhá các chị nhá. Hàng vừa đẹp và vừa rẻ nhá các chị nhá. Vừa đẹp và vừa rẻ nhá. Áo hai dây nhá. Von pha kim tuyến nha. Lóng lai lóng lánh nha các chị nha. Von pha kim tuyến nha. Lóng lánh cực kỳ xinh nhá. Dây đây ạ. Von pha kim tuyến nha các chị nha. Von pha kim tuyến xem nào. Vải von pha kim tuyến nha các chị nha. Xét bộ nha các chị nha. Cả kèm quần nha. Xét bộ cả quần nha. Xét bộ cả quần nha. Von pha kim tuyến nha các chị nha. Cực kỳ đẹp nha. Thì là lấy bộ von này nha. Em có một chiếc maxi đi nha. Còn duy nhất một chiếc maxi thì em bán luôn với giá 49k nha các chị nhá. Bình thường đi mua chiếc maxi nó bán mấy 200 nghìn một chiếc maxi. Lấy đéo đâu ra được rẻ. Là 49k một cái chiếc maxi này các chị ơi. Maxi nha các chị nhá. Maxi cực đẹp cực rẻ nhá. Mặc đi du lịch nhỉ. Đi nghỉ mát đi biển nhá. Du lịch nhá. Lốt đợt này là hết đợt lệnh rồi các chị nhá. Không mua những bộ này mặc đi còn gì nữa. Ít nữa lắm quá việc gì phải mặc gì nhá các chị nhá. Ai lấy chiếc maxi này thì comment cho em là
Maxi nhá. Em bán với giá 49k một chiếc Maxi đấy nhá. Quá là đẹp nha các chị ơi, 49k một chiếc Maxi nhá. Các chị có đi mua chiếc Maxi á, giống y lột nhà em này cũng phải 120 nha các chị nhá. Em bán giá hàng tại xưởng mới có giá này các chị nhá. Một chiếc sơ mi đỏ có lơ nhá. Một chiếc sơ mi đỏ kiểu nha các chị nhá. Đây này. Kiểu nha các chị nhá. Sơ mi đỏ nhá, sơ mi đỏ. Sơ mi đỏ có lơ kiểu đấy các chị nhá. Sơ mi đỏ có lơ kiểu dưới nhá. Chị nào lấy sơ mi đỏ này thì comment cho em sơ mi đỏ nhá. Quá là đẹp và đẹp luôn nhá. Bệt vai các chị ơi. Bệt vai nhá. Bệt vai có 3 màu nhá. Màu xanh, màu trắng, màu đen nhá. Chị nào lấy bệt vai trắng, xanh, đen thì comment trắng, xanh, đen cho em nhá. Comment màu kèm số điện thoại nhá. Bệt vai nha các chị nhá. 49k nhá. 49k nhá. Sơ mi nhá. Sơ mi cũng đồng giá 49k nhá. Đỏ đô nhá, quả trắng nhá. Sơ mi nhá các chị nhá. Sơ mi có đỏ đô, quả trắng nhá. Sơ mi nhá. Sơ mi nhà em còn có sơ mi kẻ đấy các chị nhá. Sơ mi kẻ nhá. Hình hoa bướm nhá các chị nhá. Sơ mi kẻ nhá, mặc mát cực kỳ luôn nhá. Mặc lên xinh lung linh nhá. Ai lấy sơ mi kẻ này thì có một sơ mi kẻ nhá. Có màu trắng, màu xanh nhá. Kem màu nhá các chị nhá. Ngã toàn. Ngã à? Ừ, ngã nhá. Có sơ mi nhá. Kẻ đậm và kẻ nhạt nhá. Sơ mi kẻ nhá các chị nhá. Sơ mi kẻ, chị nào lấy sơ mi kẻ thì comment cho em sơ mi kẻ nhá. Áo rẻ và đẹp nhá các chị nhá. Đồng giá 49k thôi các chị nhá. Đồng giá 49k. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Đồng giá 49k nhá. Chị nào lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Chị nào lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Sơ mi kẻ đẹp cực kỳ luôn các chị nhá. Đẹp lung linh, đẹp huyền ảo nhá. Mặc những cái chiếc sơ mi này thì không bao giờ hết mốt nhá các chị nhá. Không bao giờ lỗi mốt với những chiếc sơ mi nhá các chị nhá. Sơ mi không bao giờ lỗi mốt nhá các chị nhá. 49k một chiếc sơ mi nhá các chị nhá. Sơ mi không bao giờ lỗi mốt nhá các chị nhá. Đẹp lên, mặc lên form dáng ấy chị. Các chị mặc lên form dáng mới đẹp nhá. Em không mặc thử nhá. Để cho bao nhiêu nó hơi nhăn nhá. Mặc lên form dáng đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Sơ mi nhá, 55 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị nhá. Mặc lên form dáng nha các chị nhá. Đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Chị nào lấy sơ mi này thì comment sơ mi cho em nhá. Đẹp lồng lộn nhá. Chị nào lấy sơ mi này thì comment sơ mi cho em nhá. Các chị nào lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Áo lên đó, mặc lên form dáng đẹp lồng lộn các chị ạ. Like áo nha các chị nhá. Like áo nhá. Này áo nha các chị nha. Áo chữ nha. Chia sẻ 10 nhóm để mua áo với giá 9k nha. Chia sẻ 10 nhóm để mua áo 9k nha các chị nha. Áo đẹp lồng lộn luôn các chị nha. Áo chữ nha các chị nha. Tay chữ nha. Mặc lên thì mới thấy nó chất nha. Nó chất, nó xinh, nó trẻ nha các chị nha. Vừa chất vừa xinh vừa trẻ nha. Chị nào lấy áo này thì comment áo chữ cho em nha. Đẹp luôn các chị ơi, đẹp cực kỳ nhá, đẹp xinh lung linh nhá. Đẹp xinh lung linh nhá. Màu vàng chanh nhá, áo trễ vai nhá các chị nhá. Áo trễ vai nhá, màu vàng chanh nhá. Màu lõn chuối nhá các chị nhá. Màu lõn chuối nhá, nhà em áo này có rất nhiều màu nhá. Áo này có rất nhiều màu nhá. Chị nào lấy áo này với giá 49k thì comment màu lõn chuối nhà em nhá. Áo trễ vai nhá các chị nhá. Trễ vai. Trễ vai nha các chị nha. Trễ vai còn có màu tím luôn. Màu tím nữa các chị nha. Trễ vai còn có màu tím luôn nữa nha các chị nha. Trễ vai nha các chị nha. Chị nào lấy áo trễ vai này comment trễ vai cho em nhá.
mặc lên nó quá là đẹp luôn các chị nhá. Áo trễ vai này mặc lên đẹp cực kỳ luôn nhá. Mặc trẻ và đẹp nhá các chị nhá. Áo trễ vai mặc trẻ và đẹp nhá. Bốn chín k một áo nhá các chị nhá. Đi khắp đất nước không mua được cái áo nào mà rẻ và đẹp thì lấy đâu nhá các chị nhá. Chất vải nhà em thì phải nói là ok luôn các chị nhá. Khách nhận hàng phản hồi rất là đẹp nhá các chị nhá. Em bán giá rẻ nhưng mà vải đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy màu con chó vàng này ạ. Chó này là chó 3D nhá các chị nhá. Chó 3D không phải in, không phải thêu nhá, mà là 3D nhá. Chị nào lấy màu vàng này thì comment vàng cho em nhá. Chị nào lấy màu vàng comment vàng nhá. Có chị nào muốn mua bộ không ạ? Có chị nào muốn mua bộ thì có chị nào muốn mua bộ thì comment bộ cho em nhá. Có chị nào muốn mua bộ thì comment bộ để em like bộ cho các chị xem nhá. Gucci nhá các chị nhá. Gucci còn cái xanh pha rêu rêu này thì Gucci nhá các chị nhá. Ai lấy Gucci này thì comment cho em áo Gucci chuẩn chuẩn nhá. 49k một áo nhá các chị nhá. 49k một áo thôi. Quá đẹp và rẻ luôn các chị nhá. Quá rẻ và đẹp nhá các chị nhá. Có chị nào lấy áo này thì comment vào cho em nhá. Có chị nào lấy áo này thì comment vàng cho em nhá. Các chị đang xem like, chia sẻ like. Có chị nào đang xem like không ạ? Có chị nào đang xem like thì chấm cho em phát để em biết các chị xem like, để em like tiếp nhá các chị nhá. Các chị đang xem like chấm cho em một cái đi ạ. Có chị nào đang xem like thì chấm cho em phát nhá các chị nhá. Có chị nào đang xem like không ạ? Các chị đang xem like thì chấm cho em like đi ạ. Có chị nào đang xem like thì chấm like cho em để em like áo cho các chị nhá. Các chị nào đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Áo vàng nhá các chị nhá. Áo vàng nhá. Chị nào lấy cái vàng này thì comment vàng cho em nhá. Vàng nhá, 49k nhá các chị nhá. 49k thôi nhá các chị nhá. 49k nhá. Có chị nào lấy áo vàng này thì comment vàng cho em nhá. Chị nào lấy áo vàng thì comment vàng nhá. Vàng nhá các chị nhá. Chị nào lấy màu vàng này thì comment vàng nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi nhá. Chị đang xem like thì chia sẻ like cho em đi nhá. Có chị nào đang xem like chia sẻ like cho em đi nhá. Bộ nhá các chị nhá. Bộ với giá 49k nhá các chị nhá. Bộ với giá 49k nhá. Không mua đâu được với giá rẻ như thế đâu các chị nhá. Vừa rẻ và vừa đẹp nhá. 49k một set bộ thôi các chị ạ. 49k một set bộ nhá. Chị nào lấy bộ thì comment bộ kèm màu cho em nhá. Nhà em có rất nhiều màu nhá các chị nhá. Bộ lửng, bộ cọc đều có nhá các chị nhá. Bộ lửng, bộ cọc đều có nhá. Chị nào lấy bộ thì comment bộ cho em nhá. Chị nào lấy bộ thì comment bộ nhá. Áo đây các chị ơi, vừa đẹp và vừa rẻ nhá các chị nhá. Áo vừa đẹp vừa rẻ nhá các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment bộ trắng bi nhá. Chị nào lấy bộ này comment trắng bi cho em nhá. Ở ngoài nó đẹp lắm các chị ạ. Vải cũng tuyết chân tuột tuột nhá. Chị nào lấy bộ này thì comment trắng bi cho em nhá. Chị nào lấy bộ này comment trắng bi nhá. 49k nhá, quá rẻ mà chị xem mà không mua. Chị xem mà không mua buồn cười quá. Ai lấy bộ thì con mình bộ cho em nha.
kể cả lô nha các chị nhá. Kể nha các chị nhá. Kể cả lô nha các chị nhá. Chị nào lấy bộ này thì con mình bộ cho em nhá. Đẹp và rẻ nha các chị nhá. Các chị chỉ xem mà không mua vì bộ nhà em quá rẻ rồi mà. Xem mà không mua rất là phí hoài nha các chị nhá. Rất là phí nha. Thôi chào các chị nhá.